cho con những gì con muốn. Thật không thể cho con gì con muốn, nhưng mà mình có thể dạy cho con không muốn cái gì hết. Câu nữa là thật sự. Thuốc lòng thôi, thuốc lòng. Tức là thuốc lòng, thuốc lòng. Mà cái đó là biết cái đó, tôi là đối tôi đó là đọc cái đó, đừng có những nam mô, nam biết hả? Phật không thể cho cái gì con muốn, nhưng mà Phật thấy dạy con muốn cái gì. Thứ ba là Phật không thể dắt con đến mọi phương trời, nhưng mà Phật có thể dạy cho con thấy đi đâu cũng vậy. Tôi đi nhiều lắm, nhưng tới hồi lúc mà dân trai anh chịu rồi, trước khi về đây có người vợ họ, ông không mới xuất viện, tận đủ đi qua cái đảo Hồng Sơn, những cái đảo đẹp thiệt. Lúc tôi nhớ tôi xuống máy bay, tôi nói ông ngủ mất cái này, tôi biết tôi đã đem 2 triệu đồng gì lớn rồi, tôi ăn xôi lắm. Giờ tôi đang già, thì lúc tôi mới dùng khối xong. Phật không thể đưa mình đến mọi nơi, nhưng mà Phật có thể dạy mình hết đi đâu làm được. Ok, mình học. Xong 3 câu rồi đó con. Tí nữa cuối giờ thì bắt tôi đến bay. Những cái này là ngày Đà La Mật tôi đã từng nói. Không đang nghe. Nhưng mà có khổ chỗ là mình nghe là bỏ qua vậy đó. Ôm lại cái ai lộn. Cô nhìn lên bảng còn nhớ thì mình qua nhìn quyết định nhìn mình nào giải thích mình tưởng cầu Bình Hải gì đến đâu dễ hả? Dễ cái này người ta làm dễ này á. Tôi không ngờ mình dạy về giảng bài dễ xong những hình cũng thơ mộng quá ha. Thầy có đem cái stylist của thầy cái gì? Vấn đề là không đem theo cái à, từ Florida không đem theo. Vậy là con công phải tí mình chạy mua lại thì biết cho nó rõ. Ý là như vậy là mình mua mình công tự chính xác hả? Dạ, cần chính xác. Đấy kể nó vậy cô. Chính Đức Phật ngày cũng dạy mình cái pháp môn niệm Phật. Nhưng mà chính ngài cũng xác nhận là cái pháp môn niệm Phật là không có thể dẫn đến cái sự chấm dứt hoàn hảo. Tại sao? Là tại vì nó không có đồng chán cái gì. Giảng bao nhiêu cũng vậy, cũng làm nghe là cứ đi hỏi hoài. Cái chuyện đầu tiên á,
là quý vị phải thấy rằng cái sự có mặt của quý vị ở đời này nó là khổ. Dạ. Nghe. Kể là cảm ta bỏ. Cái thức dĩ đầu tiên là cô có thấy cái sự có mặt của mình ở đời này là khổ trước. Và cái điều thứ hai nữa là hôm qua tôi có nói là sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của sáu căn, đúng không? Dạ. Thì do mình có sáu căn. Mai cô mình đang trả lời cái đám học. Do mình có sáu căn nên cho nên mình, nếu mà có sáu căn mình biết tu hành á, thì sáu căn mình biết sáu căn bằng tâm lành. Còn nếu mình không có tu thì sáu căn nó biết sáu căn bằng tâm ác, đúng chưa? Thì chính cái chuyện mà sáu căn nó biết sáu trần bằng tâm lành á, thì nó mới tạo ra cái quả là có thể mình như ý, là như ý, đúng không? Như ý là gì? Như ý là về cõi trời, về cõi người, lặp lại. Nhưng mà thống nhất tuổi thọ đó rồi sao? Sẽ sống lại, xuống trở lại nữa, đúng chưa? Còn nếu mà cô làm ác thì cô bất toại, đi xuống. Mà sống hết tuổi thọ rồi thì sao? Đi xuống nữa, đi kịp không? Như vậy thì bây giờ như vậy thì cái vấn đề mà cô tái sanh ở đời này nó là gì? Nó là cái vấn đề sự quẩn quanh với sáu căn, đúng không? Đấy. Mà cô tu cái niệm xứ thì làm cái gì? Để quan sát nó, để quan sát nó, không có để cho nó thích cái này cái kia nữa. Nếu mà đủ duyên lành ba la mật thì ngay kiếp này cũng không còn tái sanh nữa. Chấm dứt luôn. Còn nếu không đủ duyên thì với cái sự tu tập nó gieo duyên đời sau. Tôi gặp Phật ra đời Phật chỉ nói cũng có ăn câu thôi. Thì Phật gặp mặt mình ngày chính là 6 cộng 6 rồi ngày gặp mặt mình ngày 6 nhân 2 cái mình đắc liền. Chị Linh Kinh nó có lần đó, cái trưa buổi trưa ngày đi bác, ngày đi đến một cái gia đình, hai vợ chồng già lắm, nghèo lắm, họ đi ra họ múc miếng cơm bỏ cho mình bác ngày đó, thì ngày mới lấy cái tay ngày che lại, thầy cứ nói với thầy con, dạ ngày che lại, ngày che lại, cái gì thôi, cái gì thôi, cái kéo dài mà mình cũng có cái kỳ nữa. Xin thầy đi thầy. Nó gà, xin lỗi đi. Khi mình hai bà đã để bát vô cơm ngày lấy cái tay ngày che lại. Ngày che nghĩa là không có nhận, đúng không? Thì hai bà nó ngạc nhiên lắm. Hai bà nó nói rằng, hai bà nói bằng cái tiếng mà cái thái, cái ngôn ngữ của viên sứ ấy. Hai bà nói rằng, ông là phí khúc là nguyện sinh. Mà bây giờ mình dịch là tỳ kheo. Bây giờ mình nghe chữ tỳ kheo mình tưởng sang, thật ra phí khúc là beggar, là ăn mài, ăn xin chứ có gì sang. Thì hai bà đem cơm ra đổ cho bác ngài, lại ngài lấy cái tay ngài chặn rồi không có nhận. Thì hai bà mới nói là đã đi ăn xin mà ta cho không nhận vậy là sao? Thì Đức Phật thì nói là ăn xin nó có nhiều nghĩa. Nó có cái hạn ăn xin là đi xin cơm, nhưng mà có hạn ăn xin là hiểu được cái thanh tâm này là gì. Tôi gặp cũng có hiểu. Thì ngày đó nó hiểu chứ ăn xin nó hai nghĩa. Một là ăn xin như là đi xè cái tay đưa cái chén người ta đổ đồ ăn vô. Còn cái hạn thứ hai đó, ăn xin cao cấp hơn là ăn xin một cái người sống trong đời này bằng cái tâm trạng là nhàm chán thanh tập, nhàm chán thanh tập. Thì bà nghe vậy hắn bà lập tức chiến thắng đi. Lập tức chiến thắng đi. Hắn bà quỳ sập xuống. Và nói đệ tử xin đảnh lễ cho tôi. Chúng tôi đã đến độ hai địa cầu. Thì cái chuyện đó cái phần người về những kẻ này thì chúng ta nghe cũng chiều đó. Thì chúng ta cũng ngạc nhiên như thế. Hắn bà chưa từng biết đạo, chưa từng nghe pháp. Mà ta sẽ nghe một cái câu mơ hồ ngắn gọn và tối nghĩa như vậy hai bà đắc. Thì cái phần thầy dạy là thời xưa đời chỉ phần quá khứ, tức là trước ngày có nhiều phần khác. Thì hai bà thì đi chùa dốt còn hơn ra hát mình nữa. Cái ý về cái mặt nó hư từ xa là nhìn thấy nó tẩu rồi. Mà coi như là đi chùa cứ có một cao câu cứ đọc hoài như là đọc những con két vậy này. Nhưng mà đọc đến nó thấm hay nào không hay. Đọc rằng mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của danh sách. Mọi sự có mặt chỉ là sự có mặt của sáu căn. Mọi sự có mặt đều do duyên mà có rồi mới mất. Thời đó có một cái bài kinh có nội dung như vậy, hai bà cứ đọc hoài, biết cái gì chỉ biết cái
cái kênh này nếu mình hiểu được mình sẽ hết phiền não, chỉ biết đại khái chứ biết là gì. Thì cái duyên là nó trải qua nhiều kiếp nhiều đời nhiều năm nhiều tháng đến đến đời gặp Thích Ca thì mình nhắc lại cái câu ngày giờ có mặt thì biết hai người ngày người này hợp với cái gì, cho nên khi mình ngày nhắc lại người hai bà đem cơm lên nhân ngày đổ với bác ngày người lấy tay người chặn người không nhận, tại sao người không nhận mà đi những tìm cái tạo cơ hội cho họ thắc mắc đó. Và đừng cái nói là khi hai bà thắc mắc thì người nó giải thích. Còn bà hỏi cho cái ăn xin mà ta cho bạn không lấy vậy là sao, thì ngày mới ăn xin, nói ăn xin nào cũng cần cơm. Ăn xin có hai hẹn, hẹn thứ nhất là ăn xin thứ nhất là cần cái gì đó từ cuộc đời, tội hẹn xin thứ hai chán hẹn tội thứ gì rồi. Thì mới nghe ông bà nghe bà đã thắng gì. Và đừng cái nói thêm chuyện cũng đau lòng lắm đó. Những ngày như vậy Thế Tôn mình nói, tại vì chứ Phật không bao giờ đi bác lần thứ hai trong một ngày. Thì có nhiều kiểu họ bữa đó ngày nhìn ngày biết cái câu cái như là của cô bữa nay đặt hết, cô là người đặt chiến ngày biết thế nào tới ngày cô mình cô sẽ ra cô chửi ngày đặt ngày biết mình ngày biết luôn là sau khi cô chửi cô sẽ đặt thánh, thì cô chửi thì xong ngày sẽ giảng đạo cô nghe, và khi thế nào á là cô nghe xong rồi cô sẽ đem cơm cô cũng dường như ngày để biết trước. Mà chư Phật không bao giờ ăn cái gì mà do cái miệng mình nói. Yes, bởi mình tu mình soi mình với Đức Phật là mình đứng lớp mình đứng ngày từ ngày lỡ nói là ngày đã nói thì không ăn, hiểu không? Thì ngày sẽ là Phật bị bệnh đau quá, wow đau quá rồi cái điều gì liên hỏi hồi mà đời trước như tu sư cũng bệnh thì bị bệnh giống mẹ hay không thì ngày sẽ nói có hồi đó mà đời trước đi tu có bị giống mẹ nhưng mà liên hỏi giống ngoài đời vậy thì lúc chưa đi tu mình sư bị vậy rồi chữa làm sao. Thì ngày sẽ là Pháp đó thì cái đó trộn cái đó trộn cái đó trộn cái đó trộn cái đó thì uống cho nó hết bệnh. Thì lúc hai vị đang nói chuyện nhau như vậy thì Chư Thiên cũng nghe cái phước cái đức nhà đức. Chư Thiên họ mới vô về đi vô trong thành phố họ mới dục dục cái tâm nó bình tĩnh nghe hiểu không? Dục nghe này khiến thì tự nhiên cô đi mua mấy cái đồ đó để về cô chuẩn bị. Rồi hôm sau thì họ biết hôm ra ngày cùng đi bán ngang cái chỗ đó thì cô sẽ đem cái đó đã cái cúng dường như người ta như ngày như ngày ông Liên sẽ đem cái đó về cho nhà sư Phật hiểu. Mà có một điều cả hai vị nghĩa cả nhà sư Phật cùng Liên đều là giữa thành không hết, cho nên đó là khi hôm sau mà ngày ông Liên đi bác ngang nhà cô thì cô ra để bác cô để bác hoàn toàn không biết gì hết cô không biết gì hết, cô chỉ đem đúng cái món đó đó là cúng. Nãy giờ cô kể nghe thì ngày một liên đem về ngày gặp cái món thì biết cái món là sư mình cần mới đem về cho nhà sư ngày một từ đó thì nói cái này nó có là do tôi nói ra dễ sợ đi sao không không muốn tạo cái nhân cái lời mình nói ra là có thể mình làm việc khác không có được làm việc khác. Dạ không, nguyên đơn giản là sự tu không có đòi hỏi kể cả một cách gián tiếp chứ không phải câu chuyện của nó, chỉ đơn giản là người tu cũng vậy. Cho nên Sa môn có hai câu hỏi mà Sa môn không trả lời được. Sa môn đồng sư, đồng sư thứ sĩ của thiện chứ còn phép môn là nói riêng môn có hai câu không có thể trả lời. Một là ngài có đắc gì chưa, là nếu mà một cái ông người riêng môn á thì ông sẽ im lặng hoặc là ông sẽ nói lãng đi chuyện khác. Thứ hai nó hỏi ngài có muốn cái này hay không, nếu muốn cái gì, nếu muốn cái này thì không làm gì được. Vậy vậy chứ, dạ. Đã nói rồi, đã nói riêng mân, phép mân, khổ lấy. Tôi đang nghĩ cô đừng ép vô cái tình huống mà nói lời mà nó chém tôi chết. Hiểu không? Đó là những cái câu nó rất là phức tạp, nó rất là tế nhị. Hiểu rồi, cô nói là hiểu rồi. Khổ quá thì... Em muốn chị... Nhưng mà có điều tôi không phải cho tôi bình thản chút. Là có khi thầy nói đùa, thầy nói cách nào đó bà con hiểu lòng. Chứ có ai mà trên đời này mình dạy dột, mình đi nhận mình có thần thông. Tôi biết cái đó rất là nguy hiểm, tôi biết không? Để tôi nói tôi nghe chị thầy tẩy nói của tôi băng, tôi cũng hơi sợ chứ. Ở thâu thì nó có cái nó hay là về nghe lại rồi nó kẹt rồi cái gì nó hơi kỳ kỳ nó nói không ngại là tôi chỉ nói giấu tên một vị hòa thượng, là phải giấu tên một vị hòa thượng nổi tiếng là thiền sư,
khi mà qua tới bên Ấn Độ mà hành thì để những cái loại hành thì cái gì? Hành hương. Hành hương thì vị này cũng coi như là cũng bài ra cái chỗ ngồi đã rồi, bắt đầu tới kêu đám nghèo tới để kêu đám nghèo tới để bố thí rồi vậy đó. Mai ngờ cái đám ăn mạng nó đông quá, nó bu rồi nó leo đến tụi này giọt mắt luôn, bỏ đi trong sự quảng hốt. Tại lần đầu tiên ở cái cảnh mà một rừng người mà nó tràn vô, lúc đó mình nó bỏ gần như là chạy đi, mà trong một cái cách không còn là thiền nữa. Một lần khác bị người qua bên cũng tại Ấn Độ, cũng trong chuyến đi đó, vị này nổi hứng nên kêu người tử thầy không cần fast pass xe lửa, cho thầy đi bình dân đi. Tại vì nó hoàn toàn không biết cái bình dân Ấn Độ nó mặt mũi ra làm sao, cứ tưởng cái fast pass là sang có giường nằm, còn mà bình dân á economic thì ngồi, tưởng nghĩ tính là mình làm thiền sư cho nó phải hòa nhập vào quần chúng nhân dân. Ai ngờ khi mà bị nó lọt vô cái toa mà bình dân mình nó hết hồn là sao? Đông. Cái chuyện mà cái ông áo đen mà ngồi trên vai của tôi là chuyện rất là bình thường, tại vì nó nhét như là cái hũ mặn, là nó leo đến nhét mà giao trước mất đồ ráng chịu, mà nó chen là coi như không có kể đến nhỏ phụ nữ nam giới, không có này, là nó cứ leo nó trèo nó ngồi cho nó giống lên nhau, thôi há mùi cà ri không là thấy phê rồi. Chứ để mồ hôi, mồ kê, rồi nam, nữ gì nó trộn xà băng, nó bị nệm nó lúc nó tá quả, nên là không phải hoàn pháp là dễ. Nếu như khi mình ở chùa là mình nói câu rất là cao siêu, rồi cái gì đây cũng giống tên một đại ca tôi ở Đà Lạt này, chỉ cao siêu lắm. Tôi có lần một lần chỉ vui buồn, ông sư cũng nói tôi chỉ vui buồn, bởi vì ngủ quẩn thời gian không, tứ đại là vậy không, nha. Yeah. Thì khi nào mình nói một cách chuyên nghiệp thì phải nói như vậy, nhưng trong đời sống thường mình thật thà chút, nghe kịp mình đừng có nổ quá rồi bữa nào nó xì ra nó kỳ lắm. Ví dụ như tôi cái cô đem đồ ăn không hỏi tôi thầy ăn được không, sao cô mình tu thì cái gì cũng được mà nó dở thì không ăn, cái gì thì mình tu có ăn có đi mua nhưng mà hỏi thầy ăn nó được không, được không, sao biết mình ngon được rồi. Một hai lần thì mình còn phỉnh nhau được, nhưng mà lâu ngày cái nó xì ra. Tôi nói thiệt, đi ngày hôm qua tại cũng đói, chỉ còn đốn chai ngày hôm qua là dở ẹ. Tôi biết là tại sao, là bởi vì là tôi thầy chùa mà tôi nói thiệt là cái đồ chai là khó nấu lắm. Mà thông thường có nhiều lần nhiều bà má và nhiều bà chị của tôi muốn ngon xài bột ngọt over, coi như là cái trút vô, mà bên Việt Nam nó còn đỡ, nó có cái đồ ổn ít. Còn bên xứ này ba cái nấm rơm, nấm rác thì nó làm gì còn cái đấy, cứ là một đồ lon làm tới thôi. Còn cái đồ lon có người biết cái chất bảo quản nó là 1 tỷ thôi. Cho nên bên đây mà đã vậy ăn chay mà nhớ đồ mặn với ghê chứ. Làm con gì đó là thịt heo quay rồi. Tôi thấy trong thực đơn của nhà hàng nó tin để là lẩu mắm, rồi thịt heo quay, rồi cá kho tổ, rồi gà rút xương, rồi nếu mà tàu đó tôi tối hồi ăn chung với con tử chung của nó nhỏ hết, chỉ có bột ngọt, tại vì nó chỉ có mì căn tàu hủ với bột thôi, mà nó xây ra 7 món làm sao mà né được bột ngọt. Thì thôi bây giờ giải cho người nghe nó hơi lạc đề rồi, tôi chuyển trở lại thôi. Rồi có lẽ do mình hiểu lầm, chứ còn không ai nhận cái thành thông, mình nhận nó mệt lắm, mình nhận bữa nó xì ra không còn gì lắm. Mình nói mình đừng bụng bụng vậy không, mình giao tài cái tử nó nằm ế cái ly, mình đặt tiền mình bụng đau bụng. Tôi nhớ trong nữ lục của Tàu kể câu chuyện cái này, có một cái vị thiền sư nổi tiếng ghê lắm, mà người ta đồn được cái đầu nó mắc đạo. Thì bữa đó ông đang ngồi cái này thì có khách vô, trước mặt ông thiền sư là tôi luôn, chứ mình có tấm thảm quý lắm, ông đặt tiền của người khách cái thiền sinh. Thì có ông khách cũng vô, ông xin gặp thiền sư, mà trời mưa ông đi thì biết ông thầy bắt ông người bên Tàu thì họ hay mang cái giày và vải đi, rồi gặp sinh với chúng tình lưng, mà ông vô cùng mất lịch sự, cái thả ra gì mà ông mang giày thay dẫn ra ngoài từ người cửa mà tháo ra không, ông mang thẳng luôn đi nhà là đã kỳ rồi,
đứng luôn bình thản rồi rót trà cũng ngồi có lấy cái lấy bình dài chứ trà tới trà luôn bình thản nghe hiểu thì ông thiền sư ngồi bên đây cũng đâu có yên mình cứ nhấp nhe nhấp nhỏ mình nói ra mình nó kỳ nó ra giống như mình tiếc của mà không nói gì cả lấy đồ dài cứ cà tới cà luôn gì cuối cùng cũng chuyển nó với thầy thì nghĩ sao mình tới dài mình tôi để quá mình để nó đây nãy giờ tôi mới diễn thầy mình cứ không yên em thầy cũng không phải tôi vô ý mà thì tôi thật sự không thấy đời là khổ. Tôi đem đi, tôi đã đi hình như 8 thì cái đúng 17 cái gì tôi chưa có thấy gì chứ đâu có gì. Tôi nghe đồn này lắc đạo tôi tới tôi mong mình tìm đúng cái ông thầy mình đi thầy kêu tôi nhảy núi tôi cũng nhảy đời là đúng là minh sư mà cuối cùng tôi gặp thầy tâm hãm quan trọng hơn tôi thôi tôi đi để tôi kể tiền của đời nữa thẳng đúng như dễ để hòa thượng Diện Siêu ông Thượng Huế lúc mình sống sư cô chú hãy ra thăm ông vô ông thì bà thì sư cô chú hãy quý ngày lắm nhưng mà trong những cái lúc những thân tình á sư cô nói trang lứa hòa thượng bây giờ là ai cũng là thiền sư hết rồi đó mình hòa thượng mình chưa chứ mình ôn mình chưa là thiền sư cho không muốn chấp nhận cái thái độ đó mình tự sinh sự sự mình thì chưa bắt đầu nó lại cái khảo mà lòi ra kỳ lắm chứ sẵn đây tôi kể chị như nghe chị như tào lao nhưng mà tào lao của quý vị đó tôi đừng có tào lao trong kinh nói đó là người xuất gia có ba hẹn hẹn thứ nhất là đam mê danh lợi, thích được cúng dường, thích được khen. Cái hạng thứ hai là chán danh chán lợi, nhưng mà còn muốn người ta biết mình là đức hạnh, hiểu không? Dạ. Rồi hạng thứ ba đó, đức hạnh mà sợ người khác biết, không muốn người khác biết, hiểu không? Có ba, nhắc lại hạng một. Là mê danh lợi. Hạng thứ hai nó chán danh lợi mà còn mong người ta biết là mình chán danh lợi. Cái hạng này chưa khác. Mà đời nay kiếm được hạng thứ hai này là đã lâu của mắt hết rồi. Lâu của mắt. Mà tôi nói cái này thì để mình chắc không còn cơ hội gặp chung với ai luôn. Cái tiếng Phật tử mình một phần trách nhiệm là mình đã dẹp làm hư với thầy chùa. Nghĩa là cái kiểu mình thích màu quá, thích mà đương nhiên mình cũng để như con mình thích cái đó quá thì nó không làm mình đừng trách. Theo tôi hôm xưa phải có nội hàm, biết nội hàm cái ingredient quá trình sai cái đó nó quan trọng. Thì còn cái là tôi bước vô nhà tôi nhìn mấy mặt tới rồi tôi họ nhìn tôi là thấy nản rồi xíu rồi tôi thấy ông đi vô thì tôi cứ ghét xin sách ông cho thấy hả? Có người hỏi tôi tại sao tôi nhìn tôi biết hết rồi. Cái cô hồi sáng tôi nói cho nó chuyện sự quên. Cái cô sáng tôi chở tôi đi đúng tại sao thầy làm như nhiều đồ ác cảm thầy. Tôi nói tôi không có thời giờ để gieo thiện cảm. Thế là người ta ghét tôi. Chứ không phải là tôi gieo ác cảm mà vì không có thời giờ gieo thiện cảm. Tôi lên trên xuống tham ba và tôi nói cho ông và bên chùa Liên Hoa mà ông và tôi xuống đi Houston. Là tôi nói hết luôn. Nhưng tôi người ta lên hỏi đạo giống như ông thì người ta hỏi ông hỏi cho ông không hỏi cho cô nhiên ông rất là ngạc nhiên mà sao để nghe lại đoạn tôi băng này cho ông hết hồn mà đúng nói cô kia yes. Tức là ông mến cái bảo vàng đó mà ông là tinh lành mà ông tìm đủ cách bả đi chùa là ông theo chùa đi miễu là theo miễu đó là tôi về bả kia bảo vàng đi học ông cũng lết theo trước mặt bảo vàng ông lăng xăng hỏi đạo rồi hỏi nghe cách hỏi là biết dốc rồi bây giờ nó là con chúa nhưng mà bây giờ con cũng có lòng nhớ Phật
mới giờ cũng những người thiền mà cũng thiền thấy tôi có tâm thanh thản không còn vì não vậy là sao? Mà nghe cách nói của người hoàn toàn không biết cái gì hết á, nổ cho bảo vàng cái khoái cái bài kia là đạo Phật bảo vàng hiểu ví dụ vậy đó. Rồi mà nghe mình biết cái cách học biết phải trong nghề cái nghe hiểu không hiểu đâu. Cái cô này cô giải thích ma trong cứu cô á. Rồi tôi tới tôi hỏi cô, tôi nói bây giờ thưa cô, tôi cũng bị bệnh nghe đó, rồi tôi cũng uống, rồi nói, rồi để cô có thức ra, tôi cũng cái hỏi với bà chú. Cô nghe cái hỏi của cô đó, tôi bị bệnh thiệt, tôi biết không? Nhiều tôi biết chứ. Chứ không phải cô nói, ai hỏi cũng giống nhau, không có, nghe anh hỏi biết liền. Mà mổ lắm, mình biết. Chứ đi dạy biết nó quen. Nhìn lỗ mũi biết nó nghĩ cái gì. Wow! Không đâu quen với thằng không. Hồi nãy thầy nói cái chữ này mấy thầy có cái nội hàm, nội là trong mà hàm là trước là cái nội hàm tức là cái quality bên trong của một vị là nội hàm. Bây giờ theo đạo Phật á, Đức Phật ngày dạy có bốn ngày đó là có những cái trái xoài nó ngon ngoài vỏ nhưng cái ruộng nó chua, biết cái đó không? Dạ. Rồi có những cái xoài cái vỏ ngoài nhìn nó ra thì nó nhìn cái ruộng nó ok, nhìn thấy có nhiều cái rổ xoài nhìn như cái trái cái vỏ nó nhăn có thấy không mà nó lại rất là ngọt, còn nhiều cha nội bốn lưỡi mà có pha màu hồng nữa chứ xoài lẻ á. Hồi đó mình tôi mới vào tôi mê không biết bao nhiêu, tôi cạp vô một cái nó chua mà sơ xong rồi thầy đó về sau không được gặp ba cái xoài lẻ tôi quỳ tôi lạy nó luôn, coi như là nó tốt gỗ mà nó tốt nước sơ mà nó có tốt gỗ, tức là nhìn người đã này cũng biết xoài lẻ thôi. Trái nó mập mà nó tròn mà bốn lưỡi mà nó còn màu đẹp lắm, nhìn là thấy thèm ngay. Mình đông xứ mình hay lúa mới ra đó, phải quá phải quá. Rồi hồi cái trái kế bên đó nó có cái mâm nó đừng có cái xoài mình xoài thái mà nó chín quá rồi nó da nó nhăn phải nhìn nó xấu rồi mình đâu có thèm. Rồi bóc cái rồi thẻ lên giọt ông cạo đi một cái nó tua mình nó sơ thông mới giống như tôi nói, tôi bật tôi nói lấy cái này đi vô nồi được. Thầy có một câu hỏi cái này bài giảng ngày hôm qua thì thầy nói là cái duyên giải thoát của mình á thì mình cần biết năm thứ hay sáu thứ mà con cứ nhớ được cái ba là mình biết khi nào mình chết mà mình biết mình chết cách như thế nào. Nào là nghe là mình là biết được biết được mỗi nhưng mà còn có ba điều có ba điều nếu ta biết được ta sẽ học thức thay đổi lối sống. Dạ. Thứ nhất là ta biết về cái chết nó mở một đơn chết ở đâu lúc nào và kiểu gì đóng lại cũng là mới số một thôi. Bởi giờ tối nằm bao giờ thấy cái điều thấy do gạo rồi cứ do xong nhìn lại đóng còn cát không thì tôi nằm đi tôi tự giải mộng đúng rồi tôi giải đây thử gạo còn đi tám cát thầy làm không phải là cát từng gạo đúng rồi đó. Cái số 2 là biết được những người xung quanh mình đó, những người mà thường chào hỏi không biết mình họ nghĩ gì về mình. Biết được đó là cắn lưỡi. Còn cái thứ 3 là gì? Cái số 3 là biết mình chết rồi sẽ đi về đâu. Đầu hôm mới 9 giờ là mình làm giám đốc bệnh viện. 2 giờ sáng mình xuống cống làm chủ, nếu mình biết vậy là mình nản lắm. Và tôi cứ kể lại câu chuyện một vị thánh mình ngồi trên núi. Tự tử ngồi người cười ngồi cứ ông hai này trò cứ ngồi nhịn nướng cười. Đệ tử hỏi sư phụ có chuyện gì vậy, sư phụ nói con biết thầy mới thấy cái chuyện lạ lạ như núi, một cái người ôm kẻ thù trong tay ăn thịt cha mà lấy chân đạp mẹ, thì học trò nói con thầy nói rõ hơn đi. Thì thầy nói cách đây cũng nhiều năm dưới núi có hai gia đình gây gỗ hiềm khích nhau đánh giành miếng đất ranh ranh đất hàng rào bên Mỹ có landmark còn bên những cái xứ chợ thì cũng có không, thì nó gây hai cái người nó gây gỗ nhau đúng lúc một nào đó thì một hai người lăn ra chết bị stroke gì hết là tắc vậy lăn ra chết, thì họ chết xong rồi mới đầu thai vô làm con của người cha hàng xóm như vậy. Rồi ba má của cái ông bên đây nè mượn đỡ mà tức là cái ông bách này ông gây với con nghe xong rồi cái ông bách lăn đùng nó chết ông mới sanh như bụng con nghe làm con, còn ba má con nghe về già nó cũng lăn ra chết thì má con nghe làm cái thương con thương cô quá mới sanh làm con chó trong nhà,
còn ba cô làm cái con cá trong cái đầm, cái hồ phía sau nhà. Thì bữa đó cô hai vợ chồng tôi mới tát mương bắt cá, thấy cá bự quá đi mới đem ăn. Thì lúc đem cá dọn nó ăn thì con chó nó thấy xương thì thấy ăn thì nó nhớ Việt Nam mình ăn cái chó nó chồm chồm, thì cô nghe tai thì bọc đứa con, mà đứa con thật ra là chá bách. Cái hôm hồi đó là hai người thích chém như mấy lần mình nhập học đó. Rồi bây giờ cô bồng cắt trên tay mà con chó này nó thấy ăn thì nó cứ chồm, thì cô lấy cái chân cô đạp nó ra. Mà con chó là mẹ cũ của mình, còn cái con cá mà lên cái mâm ăn nó là ông già của mình. Vì thánh thì ngồi trên núi thì nhìn thấy cảnh nó người cười. Và mấy đứa là tao thấy cái cảnh như vậy đó, tao cười, tao cười cho cái cụ luôn hồn cái ghê quá. Ghê quá. Cảm ơn người lại có này hay. Nước nóng thì uống sao nóng. Nói với cô, nó nhìn cái hồn nóng hơn. Tôi tự học, tôi có cái tự học này. Động với đã. Có câu hỏi. Yes. Con nói là con hỏi nhưng mà con hướng chưa thì nghĩ rồi con nghĩ về đúng không? Hôm qua mình nói về cái duyên thì cái câu con hỏi là cái duyên tại sao những người mà đi đến một cái con đường, một cái đường đạo rồi họ đi theo một cái ông thầy nào đại khái ví dụ như ông thầy đó ông nói là ông có những cái pháp lão, ông có power cái này nọ, okay. Thì người ta đi tới là tại vì những người mà đệ tử đi thích đi con đường đó, chọn cái đường đó. Có phải vì cái tâm của họ cũng là một có thầy nói nhân quả không? Thầy nói nhân quả như cái những cái nhân quả của mình, những cái luật căn của mình, những cái nó trao dồi để mình tạo cái duyên. Nhưng mà cái duyên mình á mà nó đến với ông thầy đó thì tại vì mình có cái tâm tham, ví dụ bây giờ con muốn cũng ông thầy chữa điện chẳng hạn. Thì con theo ông thầy chữa điện là tại vì con có cái tâm tham ở đó, con mới dính vào trong cái chữa điện. Nếu mà con cái tâm con mà nó thích về đi học về ví dụ về trí tuệ chăng nữa thì mình cũng đâu tự nhiên mình sẽ biết là Phật Thích Ca sẽ dạy thế này thế kia, mình chỉ nhắm mắt mình chỉ đi một đường thôi, mình không có đi lạc sang đường đó. Thì tất cả đều là tại tâm, mà tâm là tất cả của từ những cái nhân quả của mình. Con hỏi gì phải con nói gì tôi đúng không? Sao cho hồi ở trong kinh Năng Chi Đức Phật ngài dạy này các vị thân, các chúng sanh trong đời đó, cái khuynh hướng nào thì sẽ tìm về với nhau theo khuynh hướng đó. Có cái mấy câu mà tôi cho là phương thiện rất là quan trọng mà bà con quên, nó lạ đấy. Tôi lựa đồ ngon đãi bà con không biết được đẩy quên bà con đi ra hái bậy bạ vô đồ ăn mà tôi ăn được mà tôi biết món đắt tiền á, thì là có cái câu này là mọi thứ ở đời do duyên mà có rồi phải mất, biết được chỉ là tất cả không, do duyên mà có, chữ duyên thì quan trọng lắm, chữ duyên rất quan trọng, nghe thấy không, duyên thấp thì nó dẫn tới khổ, cao á dẫn tới vui, chán ấy, dẫn tới giải thoát. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Tất cả ở đời do duyên mà có. Thì chữ duyên đây là gì? Duyên cái gồm có ba. Duyên thấp có nghĩa là sao? Có nghĩa là do tôi sống trong phiền não, thích cái này tôi ghét cái kia, cho nên là tôi mới được xa đọa. Nếu làm người tôi cũng bị khổ tới khổ luôn như vậy thôi. Cho nên mỗi ngày sáng thức dậy tôi hỏi mình, hôm nay tôi sẽ gieo duyên gì đây? Gieo duyên khổ hay là gieo duyên vui cho kiếp sau? Ví dụ. Cho kiếp sau. Cái là bây giờ sáng là tôi thức dậy, mà cái đầu tôi chỉ nghĩ đến shopping, nghĩ đến tiền, nghĩ đến alo, tám cái này tám cái kia, nghĩa là tôi đang gieo duyên bất thiện đúng không? Và nếu sáng nay tôi thức dậy mà tôi nghĩ đến chuyện tôi phải ôn bài, sáng nay tôi phải nghe là một đoạn văn giảng, sáng nay tôi phải gọi con tôi hỏi giáo lý bla bla bla, sáng nay tôi phải ngồi một chút, sáng nay tôi phải đi kinh hành một chút, thì như vậy là tôi đang gieo duyên duyên lành đúng không? Thì vậy thì duyên cũng còn có ba, một á tất cả do duyên mà có à, thì nó có ba cái chữ duyên. Cái duyên thứ nhất là duyên bất thiện dẫn sanh bốn cõi khổ, được chưa? Thứ hai nữa là duyên lành dẫn sanh các cõi nhân thiên. Thứ ba là nhàm chán tất cả khổ và vui ở đời. Cái nhàm chán cái số 1 và cái số 2 đó, thấy không? Yeah.
Hiểu hả? Dạ. Thì mới tu tứ niệm xứ nên vậy được giải thoát. Hiểu hả? Để nghe nên nếu các vị hỏi tôi đạo Phật nó gói gọn trong một chữ được không? Được. Đạo Phật nó gọn trong một chữ duyên á. Anh gieo duyên gì á thì anh sẽ đi về cái cảnh giới của duyên đó. Nghe chưa? Đúng là người hữu hữu duyên, người ta đọc cái, người ta nhìn cái bản, người ta đắt cái đầu rồi hào quang nó xẹt trái nhà luôn. Chị nhìn hiểu không? Tức là cái câu đầu tiên là vạn sự ở đời do duyên mà có. Được, người ta hỏi duyên là gì? Cái họ duyên đạo Phật chia có ba. Một, cái duyên xấu tạo ra nỗi khổ niềm đau, duyên tốt tạo ra niềm vui hạnh phúc nụ cười. Nhưng mà cả nỗi khổ niềm đau hay là hạnh phúc nụ cười nó đều là phù du hết. Cho nên là mới đến cái duyên thứ ba, có nghĩa là mình tìm đến Phật pháp để mà mình tu tứ niệm xứ. Chỉ có tu tứ niệm xứ anh mới chán cái khổ và chán cái vui. Đó là cách khác. Hồi bé thì mình mê đồ chơi cũng thích, lớn là một chút mình thích nữ trang. Nhưng mà một cái người mà sau khi trải qua bao nhiêu biến cố rồi, hôn nhân thì tan vỡ, tình cảm thì mất mát, tiền bạc cũng không còn, bạn bè được phản bội, một người trải qua những cái đó, theo một vài trường hợp tôi thấy hình như họ không còn tha thiết gì nữa, đúng không? Hiểu không? Hiểu không? Tôi đã từng gặp những người đó, có nghĩa là cái người đàn ông họ thương nhất phản bội họ, những đứa bạn gái mà họ thân nhất cũng lừa dối họ, con cái lớn lên nó đi theo người nhân hết. Đó là một cô mà đặc biệt tôi thương cô lắm, thương là tội nghiệp rồi. Cô tới tận nhà tôi cũng thấy đẹp, cũng rất là đẹp. Mà đi đặc biệt tôi có tên, tôi kêu cô người ta nghĩ, người ta nghĩ cái gì, hoàn cảnh tôi yên thôi. Nên cô nói tôi, cô nghe tôi nói về đạo của tôi, con chưa có đắc gì hết nhưng mà con hiểu thánh không tha thiết cái gì là đúng. Tại vì thánh họ hiểu quá nhiều. Con phải là thánh nhưng mà con từng nếm cái vị ngọt của tình yêu của hôn nhân. Cũng từng có cảm giác của một người mẹ, cảm giác của một người vợ hạnh phúc. Cũng từng có cảm giác của một người bạn thân chí thân, coi nhau hơn chị em ruột. Cũng từng có cảm giác của một người đàn bà thành đạt, tiền bạc không là vấn đề. Ấy bạn vàng một ngày thì tất cả đều đổi món ra đi, không một lời từ biệt. Bây giờ con 56 tuổi, mất hết. Chỉ còn có bao giờ cái gì của Canada, bởi bỏ, bởi gì, trợ cấp xã hội. Wow. Nhưng mà khi cũng mất hết rồi cũng thấy, tại vì cũng thấy rồi cũng cố nhận ra khi không còn gì hết. Thì tôi kể chuyện đó cho quý vị nghe, không phải kể chuyện tào lao, không phải kể chuyện về một người đàn bà bất hạnh, mà tôi muốn nói rằng khi mà mình tu tứ niệm xứ, mình sẽ sống, mình sẽ nhìn cuộc đời để bằng cái tâm trạng của cô. Có nghĩa là tôi cũng nói giống như một người yêu hoa rừng, đi vào rừng tìm hoa, thấy một đóa hoa đẹp đến nhà tới này. Khi mà chụp cái đóa hoa đó, nó biết nó là con rắn nhiều màu thì cảm giác như thế này. Thì ở đây những người mà tôi đến mình xứ sẽ có một ngày phát hiện ra cái thanh tâm mà đó giờ họ thương thích, nó thật ra là đồ giả, nó sẵn sàng phản bội mình những thứ này. Tôi nói hoài thấy bị thích ơn, cái đó là cái quan trọng nhất. Thì Phật nói là tất mọi thứ do duyên mà có, thì duyên cũng có ba. Thế thì như bây giờ cái cơ thể tôi bệnh hoạn khó chịu quá, rõ ràng là trước đây tôi đã có một lối sống không có lành mạnh, hiểu không? Thức ăn của tôi không lành mạnh, sinh hoạt tôi không lành mạnh, tôi không có thể dục, không có phơi nắng, ăn uống không được kiêng thêm, không để ý. Chính những cái duyên xấu đó bây giờ nó bị bệnh. Rồi cái nhà tôi đã sa sạch là tại vì tôi xiên nhộn nhẹp, từ cái xiên nó phải là duyên. Còn cơ thể tôi làm biến tóc thì cái làm biến là cũng là duyên, cái tôi dơ có mùi. Cái là mọi sự ở đời do duyên mà có. Do duyên. Thế con thầy không có để con nói với thầy bây giờ nó trắng đen luôn, thì cái chuyện mập mờ quá thầy không biết. Không, tôi nghĩ tôi đoán ra mà. Thầy biết mà như vậy. Không, là chẳng hạn như là một người ở đây Phật tử nhiều về đi tu tịnh độ. Okay. Rồi một có một số Phật tử là đại thừa. Yeah. Thì bây giờ mình là đi học với lại Phật Thích Ca thì mình là tiểu thừa. Okay. Thì bây giờ chỉ muốn làm sao thuyết phục cho những người có
đang đi đại thừa hoặc là đi tịnh độ mà trở về đi theo chánh pháp một là tại vì cứ ngày thì cái đó là thành ra khi mà chỉ nói chuyện với những người khác đó mà mình làm sao mình muốn cho người ta hiểu là à, mình phải học tôi là để con quen hai cô nói báo để đi đi chị em mình đâm ra cái sự cái vấn đề của con là như thế này thành ra vậy đó hiểu rồi cái vấn đề của con là em của con nó nằm ở trong cộng đồng mà nó làm việc rất là nó very exposed con thì mà mở ra thì lúc nào nó cũng có những cái câu giải thích về đạo con nói thua nó thì nó nói hay hơn con nhưng mà cho, nó để cho con tình nhưng mà nó là giao thiệp nhiều và con thì cũng giao thiệp ai nhưng mà con cái vấn đề con muốn clarify với em con là nếu mình con không bao giờ đấu chống đối ai đi tình độ bất cứ gì khác tại vì nhưng mà đối với nó là em của con thì con không có muốn em con đi agree với những người khác đi đổ thừa đấy đó là cái duyên họ học độ họ cũng tốt duyên học nhảy kia cũng tốt tất cả con không muốn đó tại vì nó là cái confirmation cũng như hôm qua thầy bảo con là nếu con là mẹ thì người con uống thuốc mà không biết là nó không có tốt thì con cứ nên cản nó hay là con để cho nó con đồng ý với nó vì con muốn nó thương con cái đó là vấn đề như vậy mà tại vì con là mẹ con có con còn em con nó rất là quen biết rất là nhiều người mà thấy con nghe nó giảng như người này kia là con không có muốn nó tạo thêm những cái điều tại vì Phật nói á, là mình phải nói sự thật nhưng mà cái tâm của mình nó có thể nó rất là nhiều tâm nó đa tâm lắm cho nên nó bad mode nó là gì how to check in cái gì vậy tiếng Anh luôn đi tức là mình có thể ý mình bóp méo sự thật để cho cái tâm mình nó ok đó không là phải vậy tại vì chị không hiểu em bây giờ một người đi tu từ tịnh độ người ta đã tu mấy chục năm trong tịnh độ mình không thể nói là à anh đi đường sai chỉ có đi theo tiểu thừa mới là đúng no, mình không thể mình nói được thì bây giờ mình phải lưu cho một cái từ sự an lạc là sai sao vậy con đồng ý cái đó thì đó bây giờ mới nói là mình đó mình không thể người ta là tín ngưỡng là tu hành trong cái đó không tại sao mình không thể nói sai thì mình phải làm sao mình phải nói là chị không bao giờ nói người ta sai cái chị cũng nói là chị không hiểu tại sao mình đã nói là mình thờ Phật Thích Ca Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì những gì Phật Thích Ca dạy là mình theo ok trong kinh điển chính là chị là cái người học trường công giáo lúc nào chị cũng không bao giờ tin 12 cái disciple đó đúng là tại vì những cái điều ghi chép có thể là do chính họ chứ không phải của Chúa Giêsu thì ngay cái đạo Phật của mình nó cũng như vậy tại vì nếu mà mình phải dùng cái trí tuệ để mình biết dĩ nhiên là ai cũng muốn con đường dễ chính mình cũng phải cầu nguyện cho má để mà giảm sinh được cực lạc đại khái mình phải nói như vậy thì mình cũng phải cầu nguyện cho má tại vì mình không còn cái choice nữa thì mình đâu có giúp má được cái gì chị không bao giờ denounce người ta sai nhưng mà chị không có muốn cho Trang agree hiểu không mình là một người dược sĩ đi không. Mình cái thuốc đó mình okay. Biết là không có work cái okay. Chị nghĩ em là agree em không bao giờ agree tại vì đó là cái tín ngưỡng của người đó nhưng mà you don't have to say anything well, thì bây giờ không chứ nó nhưng mà em chỉ nói là ok bây giờ người ta không có tiền thì người ta bình cái tín ngưỡng của mình nhưng mà mình chỉ được đưa cái duyên cái người đó tới duyên người ta tới mà họ với cái pháp môn này thì họ sẽ tự động tại vì cái duyên của họ đi tới chứ mình không có à cái câu tiếp của chị là chị sẽ hỏi tiếp thầy là trong cái những sai tôi này thì làm sao nếu tất cả đều là duyên thì người ta sống hoài trong cái duyên đó không bao giờ người ta break được cái cycle thì thầy phải dạy tụi con làm sao break cái cycle đi từ thấp lên cao có đó là câu nói của đó cái thứ ba chỉ cái thứ ba nên là nhưng mà làm sao mình break được cái duyên đó thầy nói là bây giờ cái duyên mình lỡ mình sống phải học người hai nhân duyên cái mấy cái không nhưng mà mình không có cơ hội tới để mình học người hai nhân cái điều con muốn nói làm sao có cơ hội mình đang học phải nói mà con nói những người trong cả một cái thế giới này thế giới này chịu thua biết phải được rất là thì đúng thành ra cái mỗi người ta có cái duyên người ta sẽ đưa đẩy tới được một vị thầy giảng cho mình mà học được thầy chưa chắc gì tất cả những người nghe thầy mà không hiểu thầy cái này quan trọng là sẽ quên bắt đầu tôi cảm nhận ra là giữa mình đây có một cái rặng là có vị họ thắc mắc là có phải tịnh độ sai hay không đúng không đúng thắc mắc đâu cái này nè đây là một cái chuyện rất là tế nhị mình bàn mình sơ xích cái mình bỏ nhau không nhìn mặt nhau chỉ bỏ đi cái không nhìn mặt nhau mà kiểu gì nó rất là đơn giản theo tôi là rất là đơn giản vấn đề là mình có đủ cái duyên để mình nói chuyện với nhau hay không
Đức Phật có một câu nói mà nghe thì rất là dễ hiểu, nhưng mà ngẫm lại thì gần trăm năm chưa chắc đã hiểu câu này. Các tỳ kheo, trong suốt một đời chúng ta chỉ nói hai chuyện thôi, đó là khổ, ta vạch rõ mọi hiện hữu là khổ, và ta đưa ra con đường thoát khổ. Nghe hiểu không? Thì dầu pháp môn nào đi nữa thì cũng, tôi dám bảo đảm, đến cả thầy hành trường hay là thượng định không cũng phải điều có động quá trong cái câu rất là nổi tiếng. Tức là cả đời này ta chỉ nói hai chuyện thôi, đó là cái khổ và con đường thoát khổ. Cũng giống như một bác sĩ, nó bao nhiêu năm tôi học ở trong trường y, tôi chỉ học có hai chuyện thôi: một, bệnh, tôi học về các cái bệnh, và tôi học cái cách chữa mấy cái bệnh đó. Chứ bác sĩ không có học cái thứ ba, theo tôi hiểu bác sĩ không có học cái thứ ba. Bác sĩ chỉ học có hai chuyện thôi, một là tất cả những gì thuộc về bệnh gián tiếp và trực tiếp, thứ hai là bác sĩ phải học về cái cách mình chữa cái bệnh mà theo chuyên ngành của mình ấy. Là nhi khoa là giải quyết vấn đề của nhi, mà phụ khoa là những vấn đề của nữ giới. Mà ví dụ như bác sĩ về máu là giải quyết về máu, về da, về da đó. Thì ở đây cũng gì, tông phái nào cũng là tu hành. Tôi đây không phải tôi nói cho mọi người vui, mình phải cho tôi nói từ từ. Tông phái nào cũng là tu hành, nhưng mà nó kẹt cái chỗ này là do cái nhận thức của người hành trì có vấn đề sai biệt nhau. Nghe cái không gian thôi. Tôi thấy cái chuyện mà bỏ cả đời mà học thuộc lòng bao nhiêu quyển kinh ấy, triết lý cao siêu Bát Nhã Hoa Nghiêm Lăng Già, nó quá mất nhiều, quá mất thời gian đi. Mà tôi hiểu theo cái chỗ tôi hiểu là một cái, mình chỉ cần có một thứ thôi, đó là nhất tâm bất loạn, thì tự nhiên cái huệ nó bừng khai ra, mình thấy được nhiều chuyện mà một người tâm tư lăng xăng họ không thấy được. Nghe kịp không? Yeah. Và chính mình Phật giáo cũng nhìn nhận là giới định tuệ mà. Yeah. Chỗ này phải thâu băng đây nè. Yeah. Chính Phật giáo cũng thấy, Phật ngày cũng nói là không có giới thì không có định, mà không có định thì không có tuệ. Và tôi là một vị thiền sư Trung Hoa, tôi là một thiền sư Tây Tạng. Sau khi nghiên cứu kinh điển tôi mới thấy thế này: có nhiều con đường để hành trì giới định tuệ, mà trong đó cái con đường mà tôi nè thích nhất, đó là tôi thấy hình như là muốn trong nhất tâm bất loạn, tôi thấy là chỉ có một niệm Phật thôi. Niệm Phật nó có hai cái lợi: một, nếu mà khi tôi niệm Phật thì cái tâm của tôi được tập trung, đúng không? Thì khi mà cái khả năng tập trung của tôi mà nó nhiều rồi, tôi sẽ thấy ra nhiều thứ mà người khác họ không thấy được. Đó là cái lợi thứ nhất. Cái lợi thứ hai, nó trong kinh có nhìn nhận cái này, những người thường niệm Phật cái mai này ra đời chỉ cần nghe tới chữ Phật rồi họ đã, họ đã muốn đi theo rồi, dễ duyên, dễ duyên với chữ Phật qua đời. Và cái thứ ba, nó cái người mà thường xuyên niệm Phật đó, thì họ dễ trang nghiêm với thân tâm hơn người khác. Còn người khác thì họ tu cái điều một này điều một kia, niệm điều một hơi thở, niệm một niệm về sự chết, niệm về bất tịnh, lập lại, thì họ không có trang nghiêm với thân tâm bằng niệm Phật. Cho nên cuối cùng rồi, tôi bằng cái kinh nghiệm tu hành của một thiền sư 90 tuổi, tôi đã đề xướng Phật môn niệm Phật. Nghe không? Và niệm Phật của tôi buổi đầu nó chỉ là cái con đường, nó là cái cách thức để trao dồi cái concentration. Nghe kể không? Nó từ cái concentration nó mới đi đến bước thứ ba là wisdom, tức là định và tuệ. Thấy chưa? Nhưng mà khổ thay cái gia bắt này, cái vị chả lại không được hiểu sâu như thế. Trong những cái ngày mà cha hầu tôi trên núi 30 năm, thì ông cứ nghe tôi nói con câu là niệm Phật tốt lắm con ráng niệm. Bởi vì một là nó giúp cho con có concentration, mà có concentration thì con sẽ có wisdom nha. Thứ hai đó là con sẽ được nhiều phước báo, mà cha này cái sức thương giả nó không có tới để cho hiểu wisdom. Cha chỉ về cái niệm Phật là có nhiều phước báo. Thế là khi tôi lăn ra tôi chết thì cha mới giải tiếp cho cái bà nội này: con cứ niệm Phật, con niệm Phật là vô lượng công đức lắm 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 lắm. Mà ông thầy cũng vậy, ông khoái quá, ông dạy là tử mà ông này ông lăn ra ông chết. Tại vì mà hai ngày ba nó mới đè cái bảo xong rồi nó dạy y chang vậy, nó dạy riết rồi đến cái hệ sau á, nó nghe tới pháp môn niệm Phật á, nó thấy rất là mê tín. Lẽ ra nó phải hiểu cái pháp môn niệm Phật mà như là tôi nói là quá ok rồi. Niệm Phật có hai cái loại: một là trao dồi cái concentration, mà anh có well, anh có good concentration thì anh mới có cái wisdom. Mà cái phần này cha bắt chịu không thấu, cái kế thừa mà cái phần nó chẳng ngán.
mấy cái làm chẳng hát đẩy qua bên những lúc để dạy cái bà này là ổng lượt nó hơi gọn hơn chút. Làm biết đến cái đời của bà ảo sọc này thì pháp môn niệm Phật của tôi nó thành ra pháp môn nghe rất là kỳ. Nghe trong cái pháp môn thì hình như không còn chứa tam tạng kinh điển trong đó nữa, mà chỉ còn là niệm Phật không. Nghe hiểu không? Chứ lẽ ra cái pháp môn niệm Phật mà hồi đầu mà tôi đề xướng là có cả tam tạng kinh điển trong đó, có cả giới định tuệ trong đó, tôi nói rõ ra niệm Phật để nhất tâm bất loạn. Nghe kịp chưa? Dạ. Khi mà con nhất tâm bất loạn thì con cái huệ con sáng và con mới thấy ra đời là vô ngã vô thường, lắp. Con không còn thích cái này, ghét cái kia, không còn bất mãn cái nọ, không còn trốn chạy cái này, không còn theo đuổi cái kia. Con lần đó nó gọi là thánh. Nghe kịp không? Cư trần bất nhiễm. Xui vô cái ông này, ông không có khả năng nhắc lại cái đó. Ông cắt cái bằng đó. Ông biết truyền, truyền riết rồi cuối cùng giống như xưa mà mà bên Việt Nam mình bị cộng mà trước bên lòng nó đi tiểu đò tiểu đội nó đi ngang cái đầu như thế đó. Cái ông nước nói gì đó, ông sang nói gì lắm sang nói riết một cái hồ lội qua sông rồi thì ông tiểu đội trưởng quay lại thấy nguyên áo không nước nào mà buồn hết. Thì ông mới hỏi mấy đồng chí làm gì vậy, đi nghe đồn đi là mình phải là nghiêm chỉnh chắc là nghe nhau đồng chí nào mình chỉ có được tụt mình hết trên rồi chỗ này. Thì mình nói dạ báo cáo đồng chí là em nghe cái ông bà này trước mình nói là cởi quần cột cổ, cởi cái quần cột cổ thì em tưởng là lội qua sông thì mình cởi mình cột được bao nhiêu cái quần cô anh mặc, anh thấy có lý là em mới cởi quần cột cổ cho nên đứa nào cũng cởi hết. Thì em cảm thấy hỏi ông kia nói tôi nói đồng chí thế nào, đồng chí nói là như thế thì em nghe là đồng chí nói là coi chừng rắn hổ. Rồi hỏi ông kia, ông đầu tiên ông đầu tiên hỏi đồng chí nói cái gì, coi chừng cái lỗ. Tại vì ông đi ông thấy nó lộn sập, ông sợ mấy cô du kích hết hồn mà la lên là lính trong đồn nó bắn làm sao mà cứ đồn không? Dạ. Lính nó bắn cho nó đậm. Thì cái bà đi xa nó nói là con đường nó khổ, cái bà nó bún rồi thì đấy cái bà cuối cùng ở đường cổ cổ coi như là nguyên một cái tiểu đội, chỉ có mấy cái tên đầu nó còn mặc quần, còn mấy cái tên sau là nó có tháo rồi hả. Thì cái kinh Phật y chang ý chang, có nghĩa là từ cái chỗ mà coi chừng cái lỗ mà nó xuống tới cuối cùng nó bây giờ còn mặt là hơn lắm. Hiểu có nghĩa là cái pháp môn niệm Phật tôi không có bác, nhưng mà tôi phải nói phải hiểu pháp môn niệm Phật là cái gì. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, niệm Phật gì, niệm Phật nào. Thì bây giờ cái chuyện đó là các bạn tới kiểm soát, có chủ phí nào đó đâu.